Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món thịt đốt. Ở đây chúng ta có thể chọn thịt ba chỉ hoặc là cái thịt mà chúng ta có thể mua được ở chợ. Chúng ta sẽ cho lên trên bếp chúng ta nướng, có thể nướng bếp than. Ở đây mình không có bếp than thì mình nướng bếp ga cũng được. Đấy, các bạn nướng cháy cái bì đi nhá. Đây, nướng tại cháy cái bì. Đấy, cái bì này chúng ta phải nướng cháy. Và chúng ta nướng chín khoảng độ 2/3. Tức là thịt này là dạng tái nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn khi nướng xong rút ra, chùi sạch cái bì, chùi sạch cái than này đi. Đấy, các bạn chùi sạch đi nhá. Đấy, và chúng ta để chúng ta chuẩn bị thái. Chúng ta thái thành những lát mỏng. Các bạn lưu ý là chúng ta thái ngang thớ nhá. Đấy, thái thành những lát mỏng. Đấy, khi chúng ta nướng chín khoảng độ 60%, 70% thì nó sẽ còn cái màu hồng đào như thế này. Khi đó nó giữ được cái vị ngọt của thịt. Các bạn yên tâm là không sợ là thịt nó sống nó bị làm sao đấy nhé. Bởi vì sau khi chúng ta bóp chanh vào thì nó sẽ chín theo kiểu dạng chín tái, rất là ngon. Đấy. Tiếp tục bây giờ chúng ta quay ngang, chúng ta thái thành sợi. Các bạn nên thái to một chút cho nó khỏi nát thịt nhé. Nếu mà thái nhỏ quá thì nhìn nó sẽ vụn, nhìn nó mất ngon. Đấy, các bạn cứ thái lần lượt như thế này. Đấy, quá trình này thì nó cũng rất đơn giản thôi, ai cũng làm được. Đấy, đây là món gọi là món thịt đốt nha các bạn nhé. Đấy, thịt đốt nó là dạng thịt tái bóp chanh thôi. Tuy nhiên là chúng ta khi mà chúng ta đốt tốt nhất là bằng than hoa. Không thì bây giờ tiện đa phần là đốt bằng bếp ga. Đấy, chúng ta đi hái một số cái rau, ví dụ như rau húng quế này, húng bạc hà đấy. Đấy, hái một ít rau ở vườn. Sau đó thì chúng ta chuyển sang chúng ta hái một hai củ sả. Đấy, sả mình cũng trồng sẵn ở vườn rồi. Đấy, lấy một hai củ. Chúng ta bóc hết cái vỏ đi. Chúng ta hái mấy cái ngọn kinh giới. Toàn rau trồng sẵn ở vườn rất là sạch nhé các bạn nhé. Vặt một hai quả ớt. Chúng ta lấy ớt đỏ thì ớt chín ý, thì nó màu sắc nó đẹp hơn. Còn ớt xanh thì nó giòn và nó thơm hơn. Đấy, chúng ta rửa sạch đi. Rửa sạch những cái loại rau rồi ớt rồi sả này đi. Đấy, rửa sạch cái nước nhé. Rồi chúng ta sẽ thái nhỏ. Thái nhỏ cái rau thơm này. Đấy, các bạn lưu ý không cho hành tươi nhé. Cho hành tươi nó hôi. Hành thì phải chín. Còn hành sống là nó hôi. Đấy, các bạn thái cho vào. Các bạn có thể bổ sung thêm một chút tỏi. Nhưng mà mình thì không ăn tỏi cho nên là không cho tỏi. Có thể cho một. Đây chúng ta sẽ thái lát cái củ sả này. Tỏi thì sau mình sẽ dầm vào nước mắm. Đấy, thái lát cái củ sả này nhá. Đây là chúng ta làm một đĩa cho nên là các bạn lấy khoảng độ 3 lạng rưỡi thịt nhé. Chúng ta thái quả ớt này. Thái mấy lát ớt. 3 lạng rưỡi thịt là được một đĩa. Thịt ngon nhất là thịt ba chỉ. Không thì thịt vai cũng được. Thịt nó phải có một chút mỡ thì nó mới ngon. Đấy, chúng ta cho những cái rau thơm rồi xả ớt này vào trong cái bát. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng hai quả chanh. Chúng ta cắt đôi ra rồi bóp vào khi bát. Đấy, chúng ta vắt lấy cái nước cốt chanh này vào cái bát. Nếu không có chanh thì các bạn có thể dùng giấm, nhưng mà chanh quất nó vẫn ngon hơn. Chanh hoặc quất nhé. Còn giấm thì nó sẽ không có cái vị thơm đặc trưng của tự nhiên. Đấy, chúng ta vắt hết vào. Rồi chúng ta gạn bỏ cái hột đi, vắt sạch. Vắt lấy cái nước xong gạn bỏ cái hột đi. Không thì hột này nó đắng đấy. Gạn sạch đi nhé các bạn nhé. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ cho một chút mì chính vào. Vừa phải thôi, không thì nó sẽ ngọt quá nhé các bạn nhé. Và cho một thìa nước mắm. Khoảng một thìa rưỡi nước mắm Nam Ngư. Nếu mà nước mắm cá thì các bạn cho một thìa đấy, không nó mặn. Đấy, một thìa cà phê đấy. Chúng ta quấy đều lên. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái bát lớn hơn. Chúng ta sẽ cho cái thịt mà chúng ta thái chỉ
vào trong cái bát đấy. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cho cái rau vào, cái rau thơm chúng ta cho vào. Đấy. Chúng ta bắt đầu tiến hành đảo đều rau thơm với thịt. Sau đó là tiếp tục là chúng ta sẽ cho cái nước cốt chanh, mắm mì chính vào. Đấy. Và chúng ta sẽ trộn đều. Trộn đều lưu ý là các bạn ủ tầm 10 đến 15 phút nhé. Có thể đậy vào để tránh ruồi. Chúng ta ủ cứ để ngoài tự nhiên thôi, không phải cho vào tủ lạnh đâu. Để cho nó ngấm, khi mà cái nước cốt chanh nó chua, nó sẽ làm chín cái phần còn lại của thịt. Khi đó thịt nó sẽ được gần như là chín dưới dạng là axit chanh nó làm chín. Sau khi ủ khoảng 15 phút thì chúng ta sẽ cho ra cái đĩa để bày lên mâm. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ cho ra cái đĩa này. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ san đều ra nhé. San đều ra cho nó thẩm mỹ. Chúng ta có thể thái một vài cái cọng rau để lên trên cho nó trang trí cũng được, hoặc là tỉa một vài bông hoa từ cà rốt là lên trên cũng được. Đấy. Thế là mình có một đĩa thịt đốt tái rất là ngon. Chúng ta có thể nhậu hoặc là ăn với cơm đều được. Ăn món này mà có cốc rượu ngô men lá hoặc là rượu ngâm thì rất là ngon. Đấy, rất là ngon này các bạn nhìn này. Rất là ok nhá. Rất là ok. Đây là cái đĩa thịt đốt mà mình đã làm đây. Mình đã để được 15 phút. Nó ngấm gia vị rồi này các bạn này. Bây giờ chúng ta thưởng thức, chúng ta có thể dùng để nhậu với anh em bạn bè hoặc là ăn với cơm. Đây. Rất là ngon nhá. Thịt nó mang tính chất là tái, rất là ngon. Đây là dạng thịt ba chỉ nhé các bạn nhé. Mời toàn thể các bạn nhé. Nó chua chua, rất là ngon. Và bên cạnh đó là chúng ta có thể uống một cốc rượu. Cốc rượu. Rượu này là rượu ngô men lá này. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Bạn hãy đăng ký kênh, nhấn thích video ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.